Dạ, mến chào và mến chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị thân yêu trên kênh LTK Bonsai. Chào mừng quý cô chú anh chị mình đã trở lại với nhà vườn của chị Nguyễn Hạnh. Hôm nay kênh xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình một số mặt hàng cây kiểng phôi nha. Thì cũng khá đa dạng, nhiều là chủng loại để mình thoải mái giao lưu lựa chọn. Quý cô chú anh chị mình yêu thích số cây 1, nào thì số liên 2 hệ trực nha. tiếp với chị Nguyễn Số Hạnh, 3, số điện số thoại 4 kênh có 2 ghi nè. trên tiêu đề ha. Không Số 3, số làm 4 mất thời 2 gian quý nè. cô chú anh chị và chờ đợi lâu thì gặp chị Nguyễn Hạnh để giao lưu chi tiết mặt hàng hôm nay nha quý cô chú anh chị. Dạ, chào chị Hạnh này. Rồi, chào khán giả kênh LTK Bonsai ha. Hôm nay nhà vườn em lại quay một clip mới nha. Cắt phôi me chua và phôi trang ha, xăm núi trái. Bữa nay không có cẩn thận nha, mai clip sai bứng cẩn thận ha. Rồi muốn giao lưu với tất cả anh em qua số điện thoại là 0902884129 nha. Đó cũng là số Zalo bên nhà vườn em nha. Rồi để trước tiên em vô cái phôi me chua này cho anh em mình tham khảo nè. Đó, cái phôi me chua nha. Cây rất là già rồi nha anh em. Rồi cây này cao khoảng 28 nha. Cái củ nó rất là to nha. Đó, củ ở đây tới 57 rồi nha. Đó, nguyên một cái củ, củ mình còn khai thác trong cái bộ này được nha. Đó, cái tủ củ rất là to. Rồi cái phôi số 0 này có giá là 600 ngàn đồng, em bao sống bao ship toàn quốc nha. Để cháu hơi nhiều không. Rồi tiếp tục cái phôi số 1 nha, là bài 26 nha, 36 nha. Đây cái phôi này, cái củ nè, cái củ nó sổ rất là dài nha, sổ tới 30 lận nha. Đó, anh em mình hay tưởng tượng nha. Em đo dòng cái về dưới. Củ đây, đo đây là 34 đi ha. Mà củ nó nằm dài, nó xoắn lên tới trên này luôn nha. Rồi, cái phôi số 1 này có giá là 600 ngàn luôn. Em bao sống bao ship luôn nha. Bớt phân ra. Rồi, tiếp tục cái phôi số 2 nha. Rồi bay ra đây khoảng 32. Rất là to cái củ nha nè. Củ đây là 56 luôn nha. Đó, cái củ nó nằm rất là dài nha nè. Rồi cái phôi số 2 vẫn 600 ngàn đồng luôn nha. Cái phôi số 3, 36 là chiều bay nha nè. Củ đây 54 ha. Đó, củ rất là to ha. Rồi cái phôi này có giá là 550 ngàn. Rồi cái phôi số 4 nha. Me chua này rất là già rồi nha nè. 34 là chiều bay ha. Củ đây 47 nha. Đó, anh em thấy cái củ rất là đẹp ha. Rồi, củ này có giá là 500 ngàn. Một cây me dáng bay nữa, cây số 5. 42 là về chiều bay nha. Củ đây 40. Đó, dáng lông rất là đẹp cho nè. Rồi cái phôi này có giá là 350 ngàn. Phôi số 6. Bay ra 36. Củ đây 40. Rồi cái phôi này có giá là 350 ngàn luôn. Phôi số 7 nha nè. Ba mươi sáu là chiều bay nha. Cái củ này, cái phôi này, cái củ này nó rất là cao nha nè. Củ tới 25 lận. Ở chỗ này là 32 nha. Đó, cái củ rất là quái nha nè. Rồi 400 ngàn đồng của phôi số 7 này. Tiếp tục phôi số 8 nha. Đó, một cái phôi rất là quái nha. Đổ xuống này là khoảng 28. Đó. Cái da, cái chiều đổ của cây là 19 nha. Bây giờ cái cây này không hiểu sao luôn rồi, hỏi đo đi. Đây, cái bộ rễ rất là quái nha anh em, 300 ngàn đồng cái phôi số 9 này. Ủa, phôi số đo, số 8 này là số 9 nha nè. 32 là cao.
Đây là 33 đây. Đó, cái bột củ nó rất là quái nha. Cái này mình về tha hồ mình tạo kiểu nha nè, 300 ngàn đồng thôi số 9 này. Rồi, số 10. Chẳng là một mô phô mai chua quái luôn. 36 là chịu đổ xuống đó nha. Đây nè, cái củ nó nè, em thấy rất là quái nha. Đó. Rồi, phôi số 10 này vẫn 300 ngàn nha nè. Số 11. Ba mươi lăm là chiều bay nha nè, củ đây 40 đó, cái củ nằm rất là đẹp nha, 350.000 đồng phôi số 11 nè. Số 12 một phôi me trực lắc nha nè, cao nó 34, củ đây 37 đó, rất là có duyên nha, 300 ngàn đồng phôi số 12 này. Rồi phôi số 13. 34 là cao nha nè. Củ đây 31 thôi, mà cái củ này nó sổ hơn 1 gang luôn nha. Rồi 300 ngàn đồng phôi số 13 nè. Phôi số 14. Bài 35. Củ đây 40. Cái phôi này có giá là 300 ngàn nha nè. Đây, phôi số 16, 15. Một cái phôi rất là quái dị cà na luôn. 24 là chiều đổ xuống đó nha. Đây, cái bộ số dài là 20 luôn nha. Đó, anh em thấy cái bộ đổ quái của cái cây. Phôi này có giá là 350 ngàn. Tiếp tục phôi số 16. Đổ xuống đây là 36. Cái củ nó dài nha. Cái độ sổ củ nó tới 22 luôn nha. Cây này rất là to, để em thảo mình thắng đây cho anh em mình tham khảo. Mình thắng đây tới 25 luôn nha. Rồi cái phôi này có giá là 500 ngàn. Em bao ship toàn quốc luôn. Cái phôi số 17. 30 là chiều bay ra đó. Củ đây 36 nha. Đó, bộ rễ rất là đẹp nha nè. Phôi này có giá là 350 nha. Rồi, phôi số 18 nha. Cao nó khoảng 30. Củ đây 41 nha. Đó, rất là đẹp nha nè. 350 nha. Em bao ship toàn quốc luôn. Số 19. Cao 30. Củ đây 38 nha. Rồi số 19 này có giá là 250 ngàn. Số 20 nha nè. Một cây dáng bài. Bài là 36. Củ 33 nha. Đó, một cây dáng bay này có giá là 300 ngàn đồng, số 20. Số 21 nha. Bay đây là 39. Củ dài là đẹp nha anh em, 39 là củ đó ha. Rồi cái phôi 21 này có giá là 300 ngàn đồng. Số 22. 32 là chiều cao nha. Củ đây 38. Rồi cái phôi này có giá là 300 ngàn thôi. Sửa cái phôi nó 300 ngàn giùm em. 23 nha nè. Đổ xuống đây là 22. Phôi này cái củ rất là có duyên nha. Củ đây đây 40. Đó, phôi này có giá là 250 ngàn thôi. Rồi phôi số 24. 32 là chiều đổ xuống nha. Phôi này rất là đẹp nha nè. Củ dài thôi. 44 là cái củ dài này ha.
Đó, mình về mình tạo dáng rất là đẹp ha, mình trồng cái chậu cao mình treo xuống nha. Rồi 300.000 đồng phôi số 24 này. Rồi phôi số 25. Cao nó 38. Cái cũ em đo cũ đây 37 nha. Rồi 250.000 luôn, phôi số 25. Phôi số 26. 42 là chiều đổ xuống đó nha. Phôi này cái củ dài luôn nha nè. Củ dài rất là đẹp 43 ha. Đó, về mình trồng sao cũng được chẳng hạn, mình trồng đổ xuống cũng được nữa ha. Củ rất là quái luôn. Rồi, phôi số 26 này có giá là 400.000 đồng nha nè. Rồi, phôi số 27 nha. Phôi này rất là quái nè. 36 là chiều cao nha. Đó, cái củ nó rất là dài luôn. Em đo củ đây đi, 34 này. Đó, anh em thấy không? Nhìn thấy rất là đẹp nè. Rồi cái phôi này có giá là 400.000 đồng, số 27. Số 28 nha. Đổ ra đây 26. Củ đây 43 ha. Nhỏ mà củ rất là quái anh em, nó rất là già rồi. Củ mình về mình khai thác xuống nữa ở dưới nữa nè. Rồi cái phôi này có giá là 250 nha. Số 29 nha. 36 là cao. Đó, anh em thấy cái độ cũ rất là to ha, 43 là cũ đây ha. Rất là quái nha. Rồi 300.000 đồng phôi số 29. Phôi số 30. 40 là chiều và đổ xuống đó ha. Cũ đây 39. Đó, vậy tha hồ nên mình tạo dáng nha. Rồi 300.000 đồng phôi số 30 này. Số 31 em lên phôi trang nha nè. Phôi trang vàng này được trồng trong ống từ nhỏ nha. Bởi vì cái nó có bộ đế rất là nơm, rất là đẹp nha nè. Nó cây nó rất là già rồi. Trồng trong ống thì nó rất là lâu lớn ha. Rồi 19 là cao ha. Eo chỗ này là 21 nha nè. Rồi hoành đế nó là 39 nha. Đó, đế mình còn khai thác đưa xuống dưới ha. Nên bộ đế nó rất là dài ha. Rồi một cái phôi trang vàng lá nhỏ này số 31 có giá là 300.000 đồng, em bao sống bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi số 32, vẫn là phôi trang vàng lá nhỏ luôn. Cao nó 20. Đang thân đây là 16 nha. Rồi đế nó 37. Vẫn 300.000 đồng luôn nha anh. Em 33. Cao nó 20. Eo thân nó 19 nha nè. Dòng đế nó rất là to nè. Đế nó 38. Rồi 300.000 đồng luôn. Số 34. Sổ của luôn đế là 28 nha nè. 19 là thân đây ha. Đế dưới 40. Rồi 300.000 đồng em bao sống bao ship luôn nha. Rồi tiếp tục số 35. Cao nó 22. Đây, liền một thân nha nè, một cốt hết nha nè, 23 là ở đây ha. Cái này 37. Rồi, cái phôi này rất là lực nha. Phôi này vẫn 300.000 đồng luôn. Em bao sống bao ship luôn. Rồi, tiếp tục số 36. 18 là cao ha. Chỗ này 20. Rồi, phôi này 250 ngàn thôi. Sửa lại giùm em đi. Số 36. 37. Cao nó 19. Cổ eo này 24 ha. Rồi. Con này vẫn 300 ngàn luôn ha. Tiếp tục số 38. Cao nó 19. Đây là trồng một cốt không nha nè. 21 ở đây ha. Củ đế dưới này 35. Đó đế anh em thấy rất là lực nha. 300.000 đồng một phôi. Số 39.
cao nó 18. Đây em đo tổng hết mấy cái bệ này nha. 32 nha. Nó liền một củ nha nè. Rồi 300.000 đồng cái phôi số 39 này. 40 nha. Cao nó 19. Thân này 20. Củ đế dưới 37 nha. Rồi vẫn 300.000 đồng luôn. Số 42 à. Bay đây 22. 20 lại đây nha nè. Chỗ này nó 36. Rồi voi này vẫn 300.000 luôn. 43. Cao nó 26. Chỗ này nó 23. Rồi phôi này vẫn 300.000 luôn. Số 44 nè. Cao nó 20. Thân chỗ này 16 nha nè. Đế nó 38. Rồi 300.000 đồng. Số 45 vẫn 300.000 nha nè. Cao nó 18 nha. Này là một cốt nha nè. 26 là đây nha. Đó, cây này rất là to nha nè. Dòng đế 39. Số 45 này vẫn 300.000 đồng nha. 46 nha nè. Cao 22. Thân chỗ này 22 nha. Này 34 nha. Rồi cây này có giá 300.000 luôn. 47 nha. Vẫn 300.000 nha nè. Cao nó 17. Eo chỗ này 19 nha. Đế đây 40. Rồi 300.000 đồng cây số 47 nè. 48. Cao nó 24. Chỗ này là 17 nha nè. Củ đế đây 32. Rồi cái phôi này có giá là 250.000 thôi. 49. Cao 26. 21 ở đây ha. Này 41 ở đây. Rồi 300.000 đồng phôi số 4 này. 50. Cây này phôi cao 22. Eo chỗ này là 23 ha. Rồi cái phôi này số 50 này 300.000 luôn nha nè. Số 51 cao 18. Chỗ này 22. Rồi 300.000 đồng phôi số 51 này. Số 52 cao nó 20. Eo chỗ này 19 nha nè. Đế nó rất là to nha. Rồi 300.000 đồng luôn. Số 53 cao nó 22. Eo chỗ này 16 nè. Rồi cái phôi này có giá 250 nha. Số 54 16 là chiều bay đó ha. Chỗ này 20 ha. Rồi phôi này có giá là 250.000 luôn. Cái lẻ không hả? Số 55. 22 là cao. 18 ở đây ha. Rồi cái này cũng 250.000 luôn. Hết cái lẻ chưa? Chưa, càng tới. Cái số 56. 24 là cao. 22 ở đây ha. Cái này cũng 250.000 luôn. Rồi nay em lên cặp nha nè. Một cặp như vậy là một cây vàng, một cây đỏ nha nè. Một phôi trăng vàng, một phôi trăng đỏ nè. Một cặp như vậy em bán đồng giá là 400.000. Cao cây này 18 nha. Cây đỏ cao 28. Cây đỏ đây 15 thân đây ha. Đế rất là lực luôn nha. Rồi một cặp như vậy em bán 400.000 đồng giá nha nè. Rồi cặp số 58 nha, vẫn 400 luôn, cây vàng cây đỏ nha, mỗi cặp là cây vàng cây đỏ hết nha nè. 19 là cao. Thân đây 19 luôn. Đó, một cây vàng một cây đỏ 400.000 đồng.
Rồi cặp số 59 dẫn một cây vàng, một cây cam nha. Ủa một cây đỏ, một cây cam nha. Cây này màu cam, cây này màu đỏ nha nè. 22 là cao ha. Chỗ này là 19. Rồi cặp như vậy là 400.000 đồng. Số 60 dẫn một cây vàng, một cây đỏ luôn. Cây đỏ đế rất là lực nha nè. 24 là cao ha. Thân đây 19. Cây đỏ này đế rất là vàng nha nè. Đế tứ diện hết nha. Rồi 400.000 đồng một cặp. 61 nha, dẫn 400.000 một cặp luôn. 18 là cao. Rồi mới đỏ đây 19 nha. Rồi 400.000 một cặp trang như vậy. Rồi 62. Đỏ 19 cao. Chỗ này là 15 rồi 14 ha. Để nó có cả lực nha nè. Rồi 400.000 đồng. 63, một cây vàng, một cây đỏ luôn nha nè. 19. Tổng đây 19 luôn. Rồi một cặp như vậy là 400.000 luôn. Số 63. 64 nha, một cây vàng, một cây đỏ luôn. Cao nó 24. Eo 18. Rồi cặp này cũng 400.000 luôn. Chậu không? Lấy chậu lên đi. Sau đây là em lên sâm núi trái nha nè. Đây, cái lô sâm núi trái này rất là to nha. Cây nó rất là già rồi. Đổ xuống đây là 36 nha nè. Cây nó già, nó lên bắt xù luôn rồi. Chỗ đây 20 ha. Đó, dòng đế nó hai tay em bóp không dép nha. Đế nè. Đế mình về mình khai thác tự do nha. Rồi, cây này có giá là 300.000 đồng một cây. Em bán đồng giá sâm núi trái 300. Rồi cây số 66, những sâm núi trái luôn. Đổ xuống đây là 30. Chỗ này 17 nha, rồi 18 cây 17 đi, đế sổ rất là đẹp nha nè. Đây cái bộ đế này anh em mình tham khảo ha. Đế nó rất là to nha. Rồi cây này cũng 300.000 luôn. Rồi cây này bay bay 29. Thân chỗ này 18. Đế nên em thấy rất là lực luôn ha. Đó, cái dòng đế rất là lực rồi nè. Rồi 300.000 đồng một cây đồng giá sâm núi trái. Cây 68. Bài 30. Eo này 22. Đó, rất là to nha. 300.000 đồng luôn cây số 68. Cây 69 nha. Bài 30. Eo chỗ này 20 ha. Để anh em thấy không? Rất là lực nha. Cây nó già lên nu lên xù hết rồi nha. Rồi 300.000 đồng một cây. Cây số 70. 35 là chiều bay đó. Đây 18 nha. Rồi 300.000 một cây, đồng giá nha anh em. 71. Đổ xuống đây 22. Tổng đây 17 nha. Đế anh em thấy không? Rất là to nha. Rồi 300.000 đồng luôn. Cây này em trồng trong chậu, thuần chậu về từ nhỏ nha. Anh em về mình để nguyên cái chậu này về mình chơi thôi, mình đừng có hui ra nha. Cây nó nằm ở thuần chậu trong đó từ nhỏ tới lớn luôn. 36 là chiều bay nha. Chỗ này là 21 nha nè. Đế rất là lực nha, anh em thấy con đế nó rất là lực nha, về mình khai thác đế thêm giùm em nha. Rồi 300.000 đồng luôn. Số 73 dẫn 300.000 luôn nha nè. Đổ xuống đây là 32. Chỗ này là 21 nha. Đó, dòng đế rất là lực luôn nha. Đó. Rồi cái này là 300.000 đồng luôn. Rồi số 74 là bán cặp nha, em bán một cặp nha. Một cặp như thế này em bán đồng giá 400.000 thôi. Đó, một cặp sâm núi trái. Một cây đế sổ, một cây đế đế nôm nha. 34 cây này đổ ra đây ha.
Đó, em thấy cái cây này đế sổ không? Một gang tay em ha. Rồi một cặp như vậy em bán đồng giá là 400 ngàn thôi. Cặp 75. Cặp 75 vẫn 400 ngàn luôn nha anh em. 400 ngàn một cặp số 75. Đó em thấy ha, bộ đế sổ nha, mười mấy phân rồi nha. Rồi 400 ngàn cặp này luôn, 75. 76. Rồi vẫn 400 ngàn một cặp nha. Cái cặp cây này đế rất là quái nha nè. Một cây dáng bay, một cây chật dáng đổ nha. Cây này đế đế sổ một gang luôn ha. Rồi 400 ngàn một cặp này. Cặp số 70, 77 nha. Vẫn 400 ngàn cặp nè. Cây này cao 29 nha. Eo này 18. 400 ngàn một cặp như vậy em bao sống bao ship luôn. 70, 78 nha. Cây này dáng bay 34 nha. Đó anh em thấy cái bộ đế nào, rất là lực luôn ha. Cây này đế rất là có duyên luôn nha. Rồi 400 ngàn đồng một cặp này luôn. Số 79 vẫn 400 ngàn luôn. Đó một cây dáng bay, cây dáng đổ nha anh em. Cây này đổ xuống đây 34. Eo chỗ này 16 nha. Đó 400 ngàn cặp này. Ủa. Rồi đây cũng là cặp cuối clip của nhà vườn em hôm nay ha. Rồi cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ nhà vườn của em nha. Hẹn gặp lại anh em mình clip sau.